Chào anh em đã quay trở lại với cả Laptop Z, mình là Review. Năm nay thì Asus đã ra mắt dòng sản phẩm mới, đúng hơn là ra mắt một cái mã sản phẩm mới ở Q series năm nay, đó là Asus ZenBook Q409ZA. Bên cạnh với những chiếc Asus ZenBook Q407, Q408 thì năm nay Q409ZA có mức giá gần như tương đương so với năm trước. Nhưng mà bù lại chúng ta sẽ có những sự thay đổi về mặt hình, màn hình này, cấu hình này và một thiết kế mới. Nhưng cũng chính vì là mức giá thay đổi không nhiều, chúng ta sẽ phải đánh đổi đi những cái tính năng và những cái mà chúng ta mất đi được sẽ phải cân bằng với mức giá để anh em dễ dàng tiếp cận hơn. Và trong video ngày hôm nay thì hãy cùng tìm hiểu xem Asus ZenBook Q409ZA có gì ngon, có gì đặc biệt và liệu với mức giá khoảng 20 triệu đồng thì anh em có nên mua chiếc máy này không? Hãy cùng tìm hiểu trong video ngày hôm nay nhé. Đầu tiên, nếu bạn nào đang muốn tham khảo về mẫu Asus ZenBook Q409ZA thì có thể tham khảo tại laptopz.vn. Mình sẽ để dưới phần mô tả video để cho anh em tham khảo. Đầu tiên, chúng ta sẽ lưu tâm về vẻ bên ngoài trước. Thiết kế sản phẩm này khác biệt hoàn toàn so với năm trước. Bên cạnh đây thì có một con Q408 này. Thì anh em thể thấy ngay là thiết kế năm nay thì có một cái màu xanh. Cân nặng thì vẫn như Q408 thôi, là 1,3 kg. Và nó sẽ nặng hơn một chút với cả Q407. Cái đường thiết kế tối giản từ mặt lưng, ví dụ như mặt lưng sản phẩm này là đường tròn trung tâm, thì năm nay thay đổi với những đường nét nổi bật hơn. Có những đường nét mà mình thấy là nó tạo ra được cái tính riêng của những dòng sản phẩm Asus kỷ niệm 50 năm trước đây. Ở đây thì chúng ta có cái hình chữ A. Đấy, có vậy thôi. Mặt lưng chúng ta không gì nhiều cả. Và có người thích, có người ghét cái kiểu thiết kế này. Nghĩa là nó không hoàn toàn là minimalism, nhưng mà nó cũng có tính gọi là nổi bật một chút. Nói chân là nếu anh em nào thích cái tính đơn giản thì phiên bản năm trước thì sẽ hợp lý, còn phiên bản năm nay thì có sự cá tính hơn khá là nhiều. Tiếp đến là về phần mặt ốp, mặt C. Mặt C này có một cái hình tròn bằng nhựa ốp cái phần mặt C ở đây, vừa là để giữ cái bản lề và vừa để trang trí cho máy. Cái phần này thì nó làm bằng nhựa thôi và nó ốp luôn vào cái phần bản lề nhựa này. Nói chung là mình sờ vào thì mình không thấy nó quá cao cấp gì cả. Nhìn thì nó cũng đẹp nhưng mà sờ vào thì cảm giác nó không được cao cấp và được đắt tiền cho lắm. Tiếp đến thì chúng ta sẽ nói về cái phần Egolip. Thì cái phần Egolip này thì họ làm không nâng quá cao đâu. Và hai cái mấu nhựa này thì nó rất là nhỏ ở trên cái phần mặt A này. So với năm trước như kiểu là Q408 này thì cái mấu này nó rất là to. Còn năm nay cái mấu này nó rất là nhỏ. Và mình không biết là về độ bền nó có ổn không, nhưng mà nói chung là nhìn nó khá là nhỏ và nó sẽ hơi lăn tăn một tí khi mà mình lựa chọn. Tiếp đến là về thiết kế tản nhiệt thì năm nay sẽ không còn kiểu tản nhiệt thổi vào màn hình nữa, nghĩa là không thổi vào bản lề nữa, mà năm nay hãng đổi cái phần khe gió tản nhiệt sang bên hốc trái của sản phẩm, và nó sẽ tránh cho cái việc là ảnh hưởng đến tuổi thọ màn hình của OLED. Tiếp đến là bên trong của sản phẩm này thì xin chào anh em, tạm biệt tới không còn mở khóa khuôn mặt bằng webcam nữa. Thì ở dưới chúng ta sẽ có một cái cảm biến vân tay được tích hợp luôn trong nút nguồn cùng với cả là bọc bạc kim loại giả nhựa ở đây. Thì mình thấy là cái phần việc nó bỏ đi cái webcam mở khóa khuôn mặt thì mình thấy hơi đáng tiếc một chút, vì mình vẫn đang rất là thích cái kiểu mở khóa khuôn mặt vì nó nhanh và tiện. Cái kiểu cảm biến vân tay này thì mình thấy là nó cũng nhanh nhưng mà vẫn không vui bằng cái mở khóa khuôn mặt. Mình thấy là mở khóa khuôn mặt chỉ cần mở máy lên là đã nhận được rồi. Đấy. Về viền màn hình thì anh em lưu ý một tấc là chúng ta sẽ có một cái viền màn hình mỏng ở đây, một cái viền màn hình tương đối dày ở đây và ở dưới là rất là dày, tại vì là không có ăn gian được một phần Egolip mà cả. Và nếu mà mình ở đây mình bật con 407 cho anh em xem nhá. Đây, thì 407 cái viền màn hình nó rất là mỏng. Mình vẫn rất là mong là các hãng như Asus thì họ vẫn tiếp tục giữ cái viền màn hình mỏng này, nhưng mà năm nay thì lại không giữ được. Ở phần dưới chúng ta có một cái bàn phím. Thì năm nay với cái màu này thì cái đèn LED nó đã dễ nhìn hơn, gõ hành trình nó cũng đã sâu hơn và phản hồi thì cũng đã tốt hơn. Nói chung bàn phím năm nay là một trong những điểm cộng lớn mà mình đánh giá cao về sự cải thiện. Touchpad thì năm nay bổ sung thêm 5 pad. Mình thấy có nhiều anh em không dùng lắm, nhưng mà được cái là hành trình phím nó vẫn rất là dài, rất là to. Nói chung là cái kích thước này và cùng với phủ phím thì mình giá touchpad này vẫn được 10 trên 10 điểm trong mức giá. Tổng kết lại về cái thiết kế của Asus ZenBook Q409ZA, có thể nói năm nay có sự cá tính hơn, có sự nổi bật hơn. Cái màu sắc này thì sẽ có nhiều anh em thích, nhiều anh em ghét. Còn cái màu mà như kiểu 408 và 407 trước đây thì nó sẽ phù hợp với đại đa số mọi người hơn. Thì cái màu này sẽ phù hợp với anh em con trai nhiều hơn là anh em chị em phụ nữ. Còn về cái việc là cảm biến vân tay nó thay cho cái việc là mở khóa khuôn mặt thì cái này sẽ cũng tùy người thích, tùy người ghét. Cá nhân mình thì thích cái cảm biến khuôn mặt hơn. Tiếp đến là về hoàn thiện chiếc máy này. Thì hoàn thiện chiếc máy này năm nay vẫn được làm từ nhôm tất cả các mặt. Đấy, thì nó giống với cả 407 rồi 408 ở đây thôi. Cái độ chắc chắn thì nó vẫn vậy, nhưng mà mình thấy là cái phần ốp nhựa trên này này, cái ốp vẫn nhựa này thì những cái khớp nối của nó không thực sự là khít với nhau lắm. Cảm giác là hoàn thiện nó chưa được cao cấp. Và khi anh em cầm nhá, anh em có hơi nghe được cái tiếng kẹo kẹt của cái sản phẩm này. Nói chung là hoàn thiện năm nay mình chưa đánh giá cao lắm, nghĩa là nó ổn trong mức giá, nhưng để bảo là cứng được như iPad 5 Pro thì chưa cứng được.
nhưng mà nó vẫn sẽ hơn một vài mẫu máy như kiểu Model 14, Model 15 và kiểu cả Acer Swift thì mình thấy là nó hoàn thiện cũng khá là cứng. Đấy, tiếp đến là chúng ta sẽ nói về cổng kết nối chiếc máy này. Về cổng kết nối thì năm nay không có nhiều lắm. Thì cạnh trái thì chúng ta có một cổng USB-A, cạnh phải thì chúng ta có một cổng HDMI, một jack combo tai nghe 3.5, hai cổng USB-C Thunderbolt 4, một khe thẻ micro SD. Thế thôi, cổng kết nối chúng ta cũng không có nhiều gì để nói cả. Chỉ là năm nay thì có Intel Thunderbolt 4 và chúng ta sẽ có một cổng USB-A thôi. Tiếp đến là về màn hình của chiếc Asus ZenBook Q409 này thì chúng ta có một cái màn hình là 2.8K và tấm nền OLED. Cái phủ màu sản phẩm này thì chắc chắn là cao rồi, 100% sRGB, 98% Adobe RGB, 100% DCI-P3, độ sáng là 400 nit và tương phản là 9410:1, delta E là 1.36 và sau khi cân là 0.81. Thì nói chung là độ tương phản của cái màn hình OLED này thì mình chưa đánh giá cao lắm. Tại vì nếu mà so với những màn hình OLED cao cấp trước đây mình sử dụng thì nó lên tới khoảng 30-40 ngàn tương phản. Thì 9 ngàn tương phản thì mình thấy là nó cũng vừa đủ dùng. Nghĩa là nó cũng sẽ có sự khác biệt so với IPS nhưng nó chưa phải là nổi bật nhất. Nhưng nói chung là cái màn hình này để xem phim, để chơi game, để làm việc thì nói chung là ổn, cùng với độ sáng là tương đối cao là 400 nit. Và nếu anh em nào quan tâm với cái tuổi thọ của màn hình OLED nó so với LCD, so với IPS LCD thì mình thấy là cái phần mềm MyOS của hãng thì có trang bị một vài tính năng để bảo vệ màn hình OLED. Nhưng nói chung là để một thời gian dài nữa chúng ta mới biết được là cái màn hình OLED này tuổi thọ nó tốt không. Tiếp đến là về cấu hình của chiếc máy này, chúng ta có con Intel Core i5-1240P. Và đây sẽ là sự khác biệt lớn nhất so với năm trước khi chúng ta sẽ không gặp rời. Intel 1240P thì chúng ta có 12 nhân và trong đó có 4 nhân P và 8 nhân E. Và cửa cộng là chúng ta có 16 luồng. Xung nhịp cho E-Core là 3.3 và xung nhịp cho P-Core là 4.4. TDP có thể config từ 28W cho đến 64W ở PL2. Chúng ta sẽ có một cái card đồ họa tích hợp là Intel Iris 6E, cũng sẽ không có MX series gì ở đây cả. 8GB RAM DDR5 4800MHz và chạy quad channel. Và mình cũng xác định luôn là cái máy này sẽ không được nâng cấp RAM. Tiếp theo chúng ta có một cái bộ ổ cứng là 256GB SSD thì sử dụng PCIe Gen 3 thôi chứ không phải là PCIe Gen 4. Thì mình thấy là sẽ hơi đáng tiếc một chút. Còn về cho anh em nào cân nhắc về cái hiệu năng của con CPU này so với những con CPU đời trước thì mình sẽ so luôn với một con là Intel Core i5-1130H trên mỗi bộ máy là Dell. Thì mỗi máy Dell giấu tên này thì có một cái bức hiệu năng, nếu mà để so với con Core i5-1240P này thì nó thua đứt rất xa ở hiệu năng đa nhân ở những cái bài benchmark như kiểu là Cinebench, Fastmark, Geekbench và hết. Nói chung là với phiên bản năm nay thì cái hiệu năng đa nhân được đẩy vọt lên rất là cao. Nói chung là về việc là bài benchmark thì cũng để chỉ để tham khảo thôi. Còn để thực tế bảo là sử dụng là nó có nhiều nhân nhiều luồng hơn, nó có được hiệu quả hơn thì mình thấy là mình chưa thấy cái tác vụ gì có thể là làm khó được chiếc máy này cả. Nhưng nó cũng phải dính đến một vấn đề, đó chính là RAM. Chiếc máy này vẫn chỉ có 8GB RAM hàn chết. Và nếu anh em nào mà muốn sử dụng đa tác vụ nhiều để tận dụng được nhiều CPU trên chiếc máy này thì câu trả lời là chúng ta sẽ phải lựa chọn những phiên bản 16GB RAM. Còn Intel i5-1240P này thì vẫn sử dụng đều để là code này, làm việc văn phòng này, chỉnh sửa ảnh này, edit video nhẹ nhàng hết. Còn nếu anh em muốn edit video, làm những công việc nặng hơn, chạy máy ảo các thứ thì cũng phải có option nâng RAM nữa thì chúng ta mới có ích là để có thể làm được cái đấy ok hơn được. Còn năm nay không có cả MX450 thì mình thấy là nó cũng chẳng có mang lại những trải nghiệm khác biệt gì so với cả MX450 trước đây. Nghĩa là Intel Iris E nó vẫn có thể chơi game eSports tốt. Còn nếu mà để chơi game nặng thì thôi, nó vẫn sẽ thua MX450. Nhưng để bảo là trên những chiếc máy này mà để chơi game nặng thì mình cũng không khuyến khích. Nhiệt độ cũng là một cái rất là hay. Khi anh em bấm render của chiếc máy này trên Cinebench chẳng hạn hoặc là những cái phần mềm render khác thì nó có thể chạy lên 32 đến gần 40W điện và nhiệt độ lúc này chạm ngưỡng 97 độ C. Và tiếng quạt thì có thể nghe rõ một cách rất rõ rệt và tiếng quạt nó tương đối là to, không muốn nói là nó to gần như những chiếc laptop kia mình. Đấy, thì mình nói thẳng ra là cái nhiệt độ chiếc máy này và tải nhiệt chiếc máy này mình đánh giá là ổn. Nhưng mà để bảo là anh em mua chiếc máy này về chạy nặng thường xuyên thì mình không có recommend. Tiếp đến là về cái hiệu năng tổng thể và tóm gọn lại là năm nay nếu giải quyết việc vụ RAM là tốt, như kiểu là có thêm option 16GB RAM để chúng ta lựa chọn thì rất là ngon. Còn 8GB hiện tại thì nó sẽ phù hợp cho anh em nào làm văn phòng cơ bản, thậm chí kể cả là code nhẹ nhàng thì cũng thể làm được. Về thời lượng pin, chiếc máy này cho cái thời lượng pin là 74W giờ, thế nên là thời gian sử dụng cùng màn hình OLED cùng với độ sáng là 400 nit nó dao động vào khoảng là từ 6 tiếng đến 6 tiếng rưỡi on screen thực tế. Mình thấy là mình dùng trong một buổi tối nhẹ nhàng tình cảm thì mình có thể thấy là nó có thể tụt pin khá là nhanh nếu anh em để độ sáng cao. Nếu anh em để độ sáng ở mức vừa vừa khoảng 300 đến 250 nit thì độ cái thời lượng pin nó còn cao hơn nữa nhé. Tiếp đến là về nâng cấp, và bây giờ để xem chiếc máy này bên trong có những gì đặc biệt nhé. Ở bên trong của chiếc Asus ZenBook Q409ZA này thì đằng trong chúng ta có một cái thỏi pin rất là to, 74W giờ, 75W giờ.
Về pin thì chúng ta sẽ rất là to ở đây, thì tí nữa mình sẽ nói về thời lượng pin. Quạt tản nhiệt khá là lớn, ống đồng khá là dày. Ở đây thì chúng ta cũng sẽ không có nâng được RAM mà chỉ có một khe M2NVMe ở đây để anh em nâng cấp thôi. Khe có Wi-Fi thì anh em có thể nâng cấp nhé, nhưng đây là Wi-Fi 6 rồi thì cũng không cần nâng nữa. Thì tổng kết lại là trong này chúng ta chẳng có gì cả ngoài một khe M2NVMe để anh em nâng cấp. Còn đó tất cả gì về nâng cấp và bên trong của chiếc Acer ZenBook V409 ZA. Cuối cùng là về loa của sản phẩm này. Mắc âm lượng thì cái âm lượng nó rất là to, nhưng cũng chính vì thế là nó bị hiện tượng rè. Nếu anh em nghe nhạc thì để mức khoảng 70% là có thể nghe vừa ok rồi. Tiếp đến là về cái giải âm thì nó tương đối ổn, nghĩa là tròn vai, giải mid, giải treble thì nó có, nó xử lý và cái âm trường nó không bị quá là hẹp. Nhưng cái giải bass thì gần như là không có. Nói chung là nó đủ để anh em gọi là nghe nhạc pop các thứ tình cảm nhẹ nhàng. Còn nếu anh em thích nghe nhạc và có trải nghiệm âm thanh tốt nhất thì mình vẫn khuyên là cái loa này chỉ để chống cháy. Còn để muốn dùng ngon, loa Bluetooth, tai nghe rời là lựa chọn hợp lý hơn. Và tổng kết lại về Acer ZenBook V409 ZA. Năm nay có sự thay đổi về cấu hình so với cả những anh em đời trước đây là có cặp rời rồi có CPU Ryzen, màn hình thì là màn hình OLED rồi thiết kế thì nó mới, trông thì nó cũng có cá tính hơn, có sự sang trọng hơn. Cũng chính vì màu sắc đó thì nó sẽ khó tiếp cận được những chị em phụ nữ hơn. Anh em con trai mình thì cái màu này thì hợp lý này, nhưng mà chị em phụ nữ thì có thể là chiếc máy này chưa đúng màu lắm. Và với mức giá 20 triệu cho chiếc máy này, có thể nói là điểm đặc biệt ăn tiền nhất là một cấu hình Core i5 Gen 12 và màn hình OLED. Và anh em nghĩ sao về Acer ZenBook V409 ZA? Hãy để ý kiến anh em dưới phần bình luận. Và bây giờ thì xin chào, hẹn gặp lại anh em trong những video lần sau. Và đừng quên rằng nếu anh em thấy hay, hãy like và subscribe cho channel của Laptop Z. Và bây giờ thì tạm biệt.